xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh hóng Cbiz. và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé trong tháng 7 này sẽ có rất nhiều những bộ phim được khán giả chờ đợi đều sẽ lần lượt khai máy tiêu biểu có thể kể tới cung tuấn với an lạc truyện đặng luân với dạ lữ nhân hay la vân hy với người theo đuổi ánh sáng Hãy cùng với chúng mình điểm qua xem và cho biết trong danh sách dưới đây có bộ phim nào mà bạn thích không nhé. Đầu tiên, Người theo đuổi ánh sáng, là Vân Hy, Ngô Thiến, khai máy ngày mùng 5 tháng 7. Bộ phim Người theo đuổi ánh sáng đã chính thức khai máy vào ngày mùng 5 tháng 7 và gây chú ý vì sự tái hợp của cặp đôi La Vân Hy và Ngô Thiến sau 7 năm kể từ lần đầu hợp tác trong bộ phim Bên nhau trọn đời. Lấy bối cảnh hiện đại, người theo đuổi ánh sáng là cuộc chạy đua với thời gian để giải cứu những sinh mệnh của luật sư La Bản, là Vân Hỷ Đóng và nữ bác sĩ triển nhàn Ngô Thiên Đóng. Bộ phim thứ hai, Già Lữ Hành, Nghê Ni, Đặng Luân dự kiến khai máy ngày 11 tháng 7. Truyền thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Triệu Hy Trì, giả lữ nhân kể về hai thầy không khi luật sư dân quốc Thịnh Thanh Nhượng, Đặng Luân Đóng và nữ pháp y hiện đại Tông Anh, nghề đi đóng, ở cùng chung dưới một căn nhà, sau đó họ gặp nhau. Sau những lần gặp gỡ vào đêm khuya, Thịnh Thanh Nhượng và Tông Anh dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Bộ phim thứ ba, Tinh Hà Sán Lạn, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Từ, dự kiến khai máy vào ngày 15 tháng 7. Sau trường ca hành, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư tiếp tục hợp tác trong bộ phim Tinh Hà Sán Lạn. Trình chiếu thương, Triệu Lộ Tư đóng, từ nhỏ đã phải sống với bà nội. Tuy luôn gặp phải những cạm bẫy, vậy nhưng cô vẫn cố gắng sống tốt và chăm chỉ học tập. Cuộc sống của Trình Thiếu Thương đã thay đổi khi gặp được lăng bất nghi, Ngô Lỗi đóng. Họ cùng đồng hành vượt qua những khó khăn tạo nên một sai thoại khó quên. Bộ phim thứ tư An Lạc truyện Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn dự kiến khai máy ngày 18 tháng 7. Với bối cảnh cổ trăng, An Lạc chuyện được cho là trường ca hành 2.0, vì nội dung của hai bộ phim này có khá nhiều điểm tương đồng. Nhậm An Lạc địch là nhiệt ba đóng lao cháu gái của khai quốc công thần, nhưng sau khi gia đình gặp biến cố thì đã phải lưu lạc nhân dân. Sau này, Nhậm An Lạc gặp được thái tử Hàn Diệp cùng Tuấn đóng. Nhờ sự thông minh, tài giỏi nên cô đã trở thành người phụ tá của Hàn Diệp. Nhậm An Lạc giúp Hàn Diệp bày mưu đánh giặc và Hàn Diệp cũng giúp Nhậm An Lạc tìm ra chân tướng về vụ án của gia đình cô. Bộ phim thứ năm Lưu Quang Dẫn, Trương Hàn, Trúc Tự Đàn khai máy ngày 16 tháng 7 Lưu Quang Dẫn được truyền thể từ tiểu thuyết độc sủng dụng binh vương Phi. Có chuyện xoay quanh cô thứ nữ, Hàn Tử Tình, do thân phận đột nhiên thay đổi, có mối quan hệ phức tạp với chiến thần quân Bắc Nguyệt. Từ đó, nàng bị kéo vào cuộc chiến tranh giành giữa các gia tộc, Hàn Tử Tình vì muốn tìm kiếm sự thật về thân thế của mình nên đã cùng Bắc Nguyệt đi vào con đường nguy hiểm. Cả hai cùng trải qua nhiều thử thách và dần nảy sinh tình cảm với nhau. Bộ phim thứ 6, Bác sĩ Phi Phạm, Vương Tuấn Khải dự kiến khai máy ngày 25 tháng 7. Một trong những dự án được cho là sẽ khai máy trong tháng 7, đó chính là Bác sĩ Phi Phạm do Vương Tuấn Khải đóng chính trong bộ phim này vương tuấn khải sẽ đảm nhận vai giang lạc trí tuy là một sinh viên tốt nghiệp ngành y thông minh nhưng anh lại mắc chứng tự kỷ và không biết cách biểu đạt vì chứng bệnh này mà giang lạc trí gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp nên anh đã dần dần vượt qua được trở lại hiện tại nữ chính của bác sĩ vi phạm vẫn chưa được xác định theo tiết lộ thì có thể là văn kỳ hoặc trương tịnh nghi bộ phim thứ bảy đi theo hướng gió vương khải đàm tùng vận dự kiến cuối tháng 7 khai máy. Sau chi khí bay cao đi theo hướng gió là bộ phim tiếp theo nói về ngành hàng không. Tuy là một đề tài khá kén người xem nhưng khán giả lại rất chờ đợi vào sự kết hợp của hai diễn viên thực lực là Vương Khải và Đàm Tùng Vận. Vậy nhưng, thông tin xung quanh đi theo hướng gió không nhiều, bộ phim dự kiến bắt đầu quay vào cuối tháng 7. Bộ phim thứ 8, Phương pháp cơ bản của thiên tài, Lôi Giai Âm, Trương Tử phòng, Trương Tân Thành dự kiến khai máy vào tháng 7. Trong tháng 5 vừa qua, bộ phim Phương pháp cơ bản của thiên tài với nội dung kể về cuộc sống của những thiên tài trong xã hội hiện đại đã công bố sàn diễn viên chính sẽ tham gia, bao gồm Lôi Giai Âm, Trương Tử Phong, Trương Tân Thành. Hiện tại, phương pháp cơ bản của thiên tài vẫn chưa có lịch quay cụ thể và đang dự kiến sẽ bắt đầu quay vào tháng này. Bộ phim thứ 9, Cát Tinh Cao Chiếu, Thiên Quan Tử Phúc, Trạch Tiêu Văn, trương Lăng Hách, Thường Hoa Sâm, Lưu Lệnh Từ khai máy ngày 18 tháng 7. Với thời lượng 60 tập, Thiên Quan Tứ Phúc sẽ dài hơn 10 tập so với người anh em tiền nhiệm Lai Trân Tình Lệnh. Phim Thiên Quan Tứ Phúc là câu chuyện mang màu sắc đam mỹ tập trung vào tình cảm cấm kỵ giữa thần và quỷ. Câu chuyện kể về Tạ Liên, một lòng trong sạch mà vì người thương nên náo loạn thiên đình. Đồng thời, câu chuyện cũng nhắc về Hoa Thành là một tình thánh chờ đợi 800 năm để có thể được ở bên cạnh người mình yêu. Chúng mình học xe nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đâu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!